băng cướp nhí gây nỗi kinh hoàng về đêm. Công an thành phố Đồng Hới cho biết vừa phối hợp với công an huyện Minh Hóa và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. 3 đối tượng gồm Đinh Long Giang sinh năm 2005, Đinh Trung Dương sinh năm 2006 và Đinh Minh Tuấn sinh năm 1998, cùng trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Để có tiền ăn chơi, về đêm băng cướp nhí ở Quảng Bình đã liều lĩnh chạy dọc các tuyến phố, dùng dao chặn đường người dân để uy hiếp cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 10, cả 3 đối tượng đi từ huyện Minh Hóa về thành phố Đồng Hới tìm kiếm con mồi để cướp tài sản. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chúng phát hiện hai người đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Bắc Nam nên bám theo, ép xe nạn nhân vào lề đường. Giang và Dương xuống xe rút dao để dọa hai nạn nhân và ép phải đưa tiền. Nhân lúc các đối tượng sơ hở, người đàn ông đi xe máy đã lấy chiếc dù chống trả quyết liệt khiến nhóm đối tượng phóng xe chạy trốn. Một vụ khác khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 10 trên đường Trần Hưng Đạo thành phố Đồng Hới, nhóm cướp này bám theo và ép hai người đi xe máy vào lề đường, dùng dao khống chế rồi cướp xe tẩu thoát. Sau khi bị bắt tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản và trộm xe máy trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và huyện Bố Trạch. Hiện cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại di động và một số con dao được nhóm đối tượng sử dụng để cướp tài sản.